Đã thể hiện. Tôi rất mong muốn, rất cảm ơn sự cổ vũ của quý vị và bà con từ nãy đến giờ cho các đội, và hy vọng rằng với sự cổ vũ như thế này thì các thành viên của hai đội sẽ thi đấu một cách tích cực. Và một lần nữa xin tất cả chúng ta một tràng pháo tay động viên khích lệ cho phần thi của đội Nguyễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.